Việt Dũng mến chào quý khán giả và các bạn đến với kênh Sách nói VN. Hôm nay Việt Dũng chia sẻ một cuốn sách có tựa đề 6 bài học về sự tĩnh lặng của tác giả James Dodds. Tác phẩm này đã được các học giả bình chọn là có tầm quan trọng về mặt văn hóa và là một phần của nền tảng kiến thức về nền văn minh mà chúng ta biết. Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và có thể cả các quốc gia khác. Tại Hoa Kỳ, bạn có thể tự do sao chép và phân phối tác phẩm này vì không có tổ chức nào, cá nhân hoặc công ty có bản quyền đối với nội dung của tác phẩm. Các học giả tin và chúng tôi đồng tình rằng tác phẩm này đủ quan trọng để được bảo tồn, sao chép và phổ biến rộng rãi cho công chúng. Để đảm bảo trải nghiệm đọc sách chất lượng, tác phẩm này đã được hiệu đính và xuất bản lại bằng cách sử dụng định dạng kết hợp liền mạch các yếu tố đồ họa gốc với văn bản ở kiểu chữ dễ đọc. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn đối với quy trình bảo quản và cảm ơn bạn đã trở thành một phần quan trọng trong việc giữ cho kiến thức này tồn tại và phù hợp. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua phần mục lục Sự thức tỉnh, lời tựa, tâm tĩnh lặng, 3 mức độ của tâm trí. Bài học số 1: Sự tĩnh lặng là gì? Bài học số 2: Sự tập trung. Bài học số 3: Làm thế nào để tĩnh lặng. Bài học số 4: Nhận biết sự tĩnh lặng, tìm thấy gì ở đó. Bài học số 5: Cách làm việc trong sự tĩnh lặng, phương pháp chữa lành. Bài học số 6: Những dấu hiệu của sự tĩnh lặng và những dấu hiệu không phải là sự tĩnh lặng. Sự thức tỉnh. Hãy đến với linh hồn tôi, hỡi đấng toàn năng, hãy thắp lên đây tia lửa tình yêu của người, rằng tôi có thể luôn sống và luôn là trong sự đồng hành liên tục với người. Hãy để tôi bày tỏ người ở đây theo một cách bậc thầy, rằng anh em tôi sẽ biết rằng đã có, đã từng và sẽ mãi mãi. Một sức mạnh bên trong để nâng chúng ta lên tới bậc chân nhân, tránh xa cực nhọc, đau đớn và tội lỗi. Hãy để điều này được như vậy, rằng những người khác có thể biết con đường cao hơn, tươi sáng hơn để đi, dẫn đến niềm vui, sự tĩnh lặng và cuộc sống vinh hiển với Ngài. Trích lời của James Dodds. Lời tựa. Bài học này là một bài học đặc biệt về sự minh triết, được sáng lập bởi Frederick Keller, người mà tôi rất hân hạnh được học cùng trong nhiều năm, và là người mà tôi vô cùng biết ơn về nhiều lợi thế mà cơ hội này đã mang lại cho tôi. Mục tiêu duy nhất của tôi khi bước vào lĩnh vực nỗ lực này là thực hiện hết sức có thể. Nhiều chân lý kỳ diệu được trình bày trong những giáo lý này. Do đó, khi bước vào bậc chân sư, tôi tin rằng Thượng Đế sẽ vui lòng ban phước cho tôi trong nỗ lực khiêm tốn của mình, để đẩy nhanh thời gian mà tất cả mọi người sẽ nhận ra sự đồng điệu của tất cả sự sống và tận hưởng vương quốc thiên đường ngay tại đây và bây giờ. Sự dạy dỗ trong những bài học này không phải là sự dạy dỗ của cái gọi là trường phái tư tưởng mới. Trên thực tế, nó khác biệt đáng kể ở 3 nguyên tắc riêng biệt. 1. Tôi không dạy khẳng định theo nghĩa nó thường được sử dụng trong các trường phái tư tưởng mới. Ở đó, nó thường được sử dụng như một phương tiện thống trị. Theo đó, một vấn đề buộc phải diễn đạt. Điều này luôn dẫn đến một mức độ căng thẳng. Chắc chắn, đáng kể, một sự căng thẳng tạo ra một tình trạng có phần phá hoại hơn là sự thoải mái tự do cần thiết để thể hiện tự do của tinh thần. 2. Từ chối là một hình thức thống trị khác, mà qua đó một người muốn loại bỏ một số tình trạng không mong muốn một cách mạnh mẽ. Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ, lời của Chúa Giêsu. Sách Ma-thi-ơ chương 5 mục 39. Nỗ lực này luôn dẫn đến căng thẳng tinh thần và sớm phát triển thành sự đối kháng. Chính điều này tạo ra một tình trạng không mong muốn. Hơn nữa, đó là điều mà bạn chú ý đến, mà bạn mang lại cho chính mình. Từ chối một điều kiện không mong muốn, đang chú ý đến nó. Do đó, bạn đang cho nó vị trí, sự sống, sức sống và làm cho nó trở nên thực tế hơn, mang nó đến gần bạn hơn là loại bỏ nó. 3. Quán tưởng. Mặc dù nó có giá trị trên bình diện của nó, không thuộc về sự chữa lành tinh thần. Nó là một dạng hiện tượng và thuộc về cấp độ thứ hai của tâm trí, tiềm thức. Trong khi chữa lành bằng tâm linh, bạn hoạt động ở cấp độ thứ ba của tâm trí siêu thức. Ở đây, bạn không liên quan gì đến các hiện tượng, vì cấp độ tinh thần của tâm trí được giải phóng khỏi tất cả những gì gợi ý về vật chất. Đây là mức độ tâm trí mà Chúa Giêsu, một nhà siêu hình học vĩ đại, đã làm khi Ngài giảng dạy và chữa lành. Ngài làm công việc của Cha Ngài. Chúng ta hãy cố gắng đi theo dấu chân của Ngài và chúng ta sẽ được ban phước tương ứng. Thái độ của một môn đệ chân chính là tiếp xúc với một chủ đề với mục đích nghiên cứu nó, cuối cùng trở nên quen thuộc hoàn toàn với nó, và bằng cách này xác định giá trị của nó. Tôi yêu cầu bạn điều này. Hãy nghiên cứu những bài học này với một tâm hồn cởi mở, và bạn sẽ tìm thấy một lời dạy rất thực tế. Nếu tuân theo tinh thần thích hợp, kết quả nhất định sẽ là phần thưởng của bạn. Tin tưởng rằng người bạn đồng hành thân mến trên con đường của sự sống có thể nhìn thấy tia ánh sáng chứa đựng trong đây và có mục đích đi theo nó. Tôi cũng vậy. Trân trọng, James Dodds. Ngọn nguồn kỹ năng làm chủ tâm trí trình bày giáo huấn về đời sống cao cả, tư tưởng cao siêu và đức tin chiến thắng. Tóm lại là sự làm chủ trên mọi bình diện của cuộc sống. Lời dạy của bậc chân nhân, minh triết, đó là hình thức thông thái phục vụ cả Chúa và con người. Sức mạnh của suy nghĩ là suy nghĩ như một động lực hoặc sức mạnh. Suy nghĩ trong chiều thứ tư hoặc cuộc sống của nó. Kitô giáo thời Chúa Kitô, trong đó có chỗ cho tất cả mọi người. Siêu hình học hiện đại là dựa trên các học thuyết về chủ nghĩa không thống trị, không can thiệp và không giáo phái. Hướng dẫn luôn luôn là hiện tại. Cách tốt nhất trong bất kỳ nhu cầu hoặc trường hợp cụ thể nào, nó luôn ở trước tâm trí của niềm tin tĩnh lặng. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Sách Ma-thi-ơ chương 7 mục 8. Quy luật của cuộc sống trong sự công bằng tối thiểu của nó, trong hiệu quả đầy đủ nhất của nó, tình yêu và sự giàu có. Tôi giữ điều đó. Tình yêu những điều răn dạy. Cách đơn giản là cách dễ nhất. Đơn giản là sức mạnh. Con người thu hút chính mình, cho dù bằng tình yêu và sự chấp nhận hay bằng lao động vất vả. Sự lựa chọn nằm ở anh ta. Bình an là cho bạn những người chấp nhận. Công việc vĩ đại nhất được hoàn thành bởi là: 1. Tư tưởng tĩnh lặng. 2. Trong sự hiện diện của Chúa. Và 3. Khi một người cố gắng làm cho người khác bất cứ điều gì mà anh ta muốn người khác làm cho chính mình. Trong khi thứ tư là biết và tin rằng suy nghĩ là cuộc sống, và suy nghĩ đó là sức mạnh. Ngài đã đến. Ngài ấy đang ở đây trong ngôi nhà của mỗi người, những người biết và nhìn thấy tất cả. Ta dạy rằng bạn chỉ có thể giúp đỡ người khác khi họ đồng ý. Hòa bình là cuộc sống. Lấy đi sự bình yên của người khác là lấy đi mạng sống của chính mình. Chúa cứu rỗi, người phụng sự, chuyển động của cuộc sống luôn hướng về phía trước. Cuộc sống có thể dạy được. Sức khỏe, thành công và hạnh phúc đều có thể dạy được. Tất cả công việc thực sự được hoàn thành bởi bản ngã nội tâm. Tỉnh thức của con người là lựa chọn, chấp nhận, nhận ra và phục vụ một cách vui vẻ, có một Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đó là tốt lành. Tâm tĩnh lặng. Tâm trí là gì? Một số người cho rằng tâm trí là khả năng hoặc sức mạnh nhờ đó các sinh vật biết suy nghĩ, cảm nhận, tư duy, nhận thức, mong muốn và ý chí. Nhưng khi bạn phân tích tâm trí, bạn sẽ thấy nó còn có tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn thế này. Khoa học cho chúng ta biết rằng chỉ có một chất trong vũ trụ, và chất đó là năng lượng thông minh. Lúc đó tâm phải ở trong tất cả, xuyên qua tất cả, trên tất cả và trong tất cả. Tất cả mọi thứ phải được thâm nhập bởi lực lượng này. Tất cả mọi thứ nhất thiết phải liên quan trực tiếp đến tâm trí. Do đó mọi thứ đều phải có trí tuệ. Trí tuệ là cuộc sống. Do đó mọi thứ phải sống động và thông thái. Tất cả mọi thứ sau đó hòa quyện thành một tổng thể hài hòa. Tuy nhiên, lực lượng này có nhiều hình thức biểu hiện. Mỗi vật, mỗi người là một biểu hiện riêng lẻ của chất duy nhất. Biểu hiện cá nhân được gọi là con người, có nhiều phần, có 7 phần của sự tồn tại. 1. Thánh linh. 2. Tinh thần. 3. Bản ngã. 4. Linh hồn. 5. Nguyên tố từ tính. 6. Cơ thể vật chất. Mỗi bộ phận này đều cần thiết cho con người. Sự kết hợp của 6 điều này tạo thành điều thứ 7, đó là tâm trí. Tùy theo mức độ mà mỗi bộ phận được phát triển và liên hệ hài hòa với các bộ phận khác, thì chúng ta có một trí tuệ được tổ chức tốt hoặc có quyền năng. Khi đó, định nghĩa đúng là tâm trí là một điều kiện, là kết quả của những bộ phận thiết yếu, thống nhất một cách hài hòa của sự tồn tại. Tâm trí, tình trạng này có thể bị ảnh hưởng bởi thái độ của một người và trở thành tác nhân dẫn đến sự hủy diệt hoặc xây dựng. Bạn có quyền tự do lựa chọn trong vấn đề này. Chỉ có điều bạn sẽ phải nhận kết quả cuộc đời như một sản phẩm theo ý muốn của mình. 3 mức độ của tâm trí. Trong tâm lý học, tâm trí này lại được chia thành 3 cấp độ, đó là: 1. Tâm trí ý thức. 2. Tâm trí tiềm thức. Và 3. Tâm trí siêu thức. Mỗi cấp độ này khá khác biệt. Mỗi người có khoa riêng của mình. Mỗi người có chức năng và quyền năng đặc biệt của nó. Mỗi người có khu riêng của mình để thực hiện. Các tác giả khác nhau đặt tên khác nhau cho những phần này. Học viên của tâm lý học mới thì cần phải học những cái tên này, và biết rằng những cái tên khác nhau này có nghĩa là một và giống nhau, vì kiến thức như vậy sẽ làm cho tài liệu vốn đã nhiều và khó hiểu về chủ đề này trở thành một cuốn sách mở duy nhất đối với anh ta. Các mức này đã được đánh số. Các con số không liên quan đến tầm quan trọng của chúng, nhưng số lượng các cấp độ theo thứ tự mà một người bình thường nhận thức được tầm quan trọng của chúng. Cấp độ đầu tiên của tâm trí là ý thức mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Đó là một phần của tâm trí mà chúng ta nhận thức được. Chúng ta thường nghĩ về nó, chúng ta sử dụng, và chúng ta có ý thức sử dụng trong các trạng thái bình thường. Nhiều tên khác nhau mà nó được biết đến và có nghĩa là một và cùng một thứ, đó là ý thức hay tâm trí có ý thức, tâm trí khách quan, tâm trí bình thường, tâm trí tỉnh táo, tâm trí nhận thức, vân vân. Cấp độ thứ hai của tâm trí là một phần của tâm trí tiếp tục hoạt động trong khi ngủ. Đó là tâm trí nằm ngay bên dưới ý thức bình thường. Nó hoạt động trong những giấc mơ, nó mang lại cho chúng ta những thôi thúc, nó đi sâu vào bản thể chúng ta. Nói chung, người ta không quen thuộc với nó, nhưng tuy nhiên, mọi người đều biết rằng có một hoạt động tinh thần như vậy. Cấp độ tâm trí thứ hai này được gọi là tâm trí tiềm thức hay tâm trí chủ quan, tâm trí tâm linh, tâm trí thói quen, tâm trí chức năng, tâm trí ám thị, tâm trí vô thức, vân vân. Tất cả những cái tên này đều rất chân thực và đề cập đến một điều này, một sự phân chia tâm trí nằm ngay bên dưới ý thức bình thường, tâm trí tiềm thức. Cấp độ thứ ba của tâm trí, phần tâm trí này là của bản ngã thực sự, nó nằm gần bản thể chân chính nhất. Nó thực sự là bản ngã thiêng liêng. Đó là cấp độ tinh thần mà trên đó con người cảm nhận được sự tự do khỏi mọi giới hạn. Nhưng nhận thức đầy đủ về tính chất, nó làm cho bản thân được biết đến cả ở dạng đơn giản và cao siêu. Nghiên cứu đặc biệt của nó được gọi là tâm trí siêu thức. Các tên gọi khác nhau của cấp độ thứ ba là ý thức siêu phàm, tâm trí siêu phàm, siêu nhiên, trí tuệ vô hạn, vô lượng minh triết, vô lượng quyền năng, đại ngã, vân vân. Các thuật ngữ đấng biết tất cả, đấng chữa lành, đấng tiên tri đều nói về nó, cũng như các thuật ngữ đấng triết, vô ngã và chân ngã nội tâm. Bất kỳ thuật ngữ nào biểu thị cấp độ trí tuệ này hầu như luôn được viết hoa. Các thuật ngữ thuộc loại này sẽ được tìm thấy trong tất cả các tác phẩm nổi tiếng Do Thái, tiếng Ả Rập, Ấn Độ giáo và Trung Quốc. Trên thực tế, trong tất cả các nền văn học cổ, nhưng các thuật ngữ luôn có một đặc điểm khác nhau. Chúng luôn đề cập đến phần đó của con người, vừa là cái gì đó của con người, vừa là bản chất Thiên Chúa, và cả hai đều hài hòa. Trong chính cấp độ tâm trí này, chúng ta tìm thấy sự tĩnh lặng. Học viên nên khắc phục càng nhiều càng tốt các cấp độ khác nhau này một cách rõ ràng và nhất quán trong quan niệm của mình. Tâm trí là một điều kiện, suy nghĩ hay ý tưởng là chuyển động của nó, và suy nghĩ là sản phẩm của chuyển động. Tôi đã trình bày những điều trên để bạn hiểu rõ hơn ý tôi muốn nói về tâm trí, và bạn sẽ có thể theo dõi các bài học một cách hứng thú và hiểu biết hơn. Có một trí tuệ vô hạn cộng hưởng với biểu hiện vô biên của nó. Con người là một biểu hiện của tâm trí vô hạn này và một với nó, phải không? Có một bản nhạc. Chúng ta biết rằng có nhiều loại và hình thức, tuy nhiên tất cả đều là của một bản nhạc. Tâm trí cũng vậy, nhiều mức độ, nhiều khả năng rõ ràng, nhiều cách hiểu hoặc biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên, chỉ có một tâm trí. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua những nội dung giới thiệu về cuốn sách 6 bài học về sự tĩnh lặng của tác giả James Dodds. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta đến với bài học đầu tiên, bài học số 1. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với bài học số 1. Sự tĩnh lặng là gì? Để làm nên sự tĩnh lặng, cần phải có một gợi ý hoặc ý tưởng chung về ý nghĩa của sự tĩnh lặng. Nó là gì? Nhiều người đã tin rằng sự tĩnh lặng có thể được kêu gọi, sự trợ giúp đó có thể có từ sự tĩnh lặng. Và hoàn toàn như nhiều người đã thất vọng một cách đáng buồn khi thấy rằng mong muốn của họ đã không được thực hiện, rằng những lời cầu nguyện của họ đã không được đáp lại. Do không đạt được những kết quả khả quan, họ đã đi đến chỗ mà họ đã nói siêu hình là một sự thất bại, không có gì có thể được thực hiện với nó. Những người đang sử dụng nó chỉ đơn giản là chạy theo bong bóng. Trên thực tế, không đạt được gì khác hơn là tiêu hao năng lượng của họ và làm việc dưới những đám mây mù ảo tưởng và lừa dối. Nhưng điều này là không đúng sự thật. Sự tĩnh lặng thực sự rất thực đối với những ai có thể tìm thấy nó. Đối với những người đã có thể trong vô thức dập tắt xung đột nội tâm, và khi làm như vậy, họ thấy mình yên nghỉ, hài hòa với đôi chân đặt vững chắc trên tảng đá vững chắc của sự hiểu biết. Ở đây, tại nơi này, mỗi người đều có thể tiếp xúc có ý thức với khía cạnh tinh thần của cuộc sống. Trong thực tế, sự tĩnh lặng là một nơi. Nó không phải là một cái gì đó mà bạn có thể nói ra. Nó có thể được hiểu rõ nhất nếu bạn coi nó là một ngôi đền của đấng tối cao, nơi bạn tìm thấy Chúa. Bản thân ngôi đền không phải là Chúa, mà là Chúa ngự trong ngôi đền này. Sự tĩnh lặng là một trạng thái của tâm trí, trong đó bạn tìm thấy cái mới mẻ, vĩnh viễn, cái luôn tươi mát, thơm ngát và mang lại sự sống. Nếu bạn so sánh nó với đất, bạn sẽ gọi nó là đất nguyên chất. Hay so sánh nó với nước, nó giống như một hồ nước trong vắt, trong lành, trong đó bạn nhìn thấy mọi thứ. Trạng thái tâm trong sáng, bình đẳng và trong sạch này là sự tĩnh lặng. Như Đức Phật nói, đừng hỏi từ sự tĩnh lặng vì nó không thể nói. Đừng mong đợi sự tĩnh lặng để trả lời bạn, nó không thể, nó là yên lặng. Ấn tượng hiện tại về từ làm việc ám chỉ hành động thể chất hoặc tinh thần. Bây giờ, công việc thầm lặng, ngụ ý không có gì là không mong muốn, cũng không phải là cực nhọc hay lao động. Thay vào đó, nó có nghĩa là phục vụ thông qua tiếp xúc yêu thương. Sự phục vụ không vị kỷ được cho đi một cách tự do này mang lại niềm vui thực sự. Bạn có thể vào ngôi đền im lặng và thực hiện công việc của mình. Bạn làm việc của mình trong sự tĩnh lặng, không phải sự tĩnh lặng làm việc đó. Tất cả công việc thực sự được thực hiện trong sự tĩnh lặng. Trong ngôi đền này, bạn gặp người chữa lành thực sự trong bạn. Bạn cũng gặp người bệnh của mình, bạn nói chuyện với người chữa lành và bạn nói chuyện với người bệnh của mình trong sự tĩnh lặng. Để biết sự tĩnh lặng, hay đúng hơn, để biết khi nào bạn đang ở trong ngôi đền thờ, bạn cần phải biết hết sức cảnh giác với môi trường xung quanh và có thể cảm nhận đường đi của mình một cách có ý thức khi bạn tiến hành. Sau khi bước vào, hãy biết rằng cảm giác của bạn bằng trạng thái ý thức rằng bạn thực sự đang ở trong sự tĩnh lặng chứ không phải ở một mức độ thấp hơn nào khác của tâm trí. Trạng thái tâm trí cần thiết để mang lại trạng thái ý thức này là rất ngọt ngào, một sự tĩnh lặng mà bạn thấy nhận thức rất rõ ràng, rất tỉnh táo trước những điều cao cả hơn của cuộc sống. Trên mặt phẳng ý thức này, mặt phẳng tĩnh lặng, bạn không thể suy nghĩ hoặc liên kết với bất cứ điều gì không mong muốn. Ở đó, bạn chỉ có thể nghĩ về tình yêu, về tôn kính và phục vụ. Không thể có tư tưởng thống trị, không có tư tưởng đối nghịch, không có tư tưởng tự cao tự đại. Nếu ba điều sau đi vào ý thức của bạn, chúng biểu thị rằng bạn không ở trong sự tĩnh lặng. Bạn sẽ không có kinh nghiệm tâm linh trong sự tĩnh lặng. Bạn sẽ không thấy những ảo ảnh ở đó. Bạn sẽ không nghe thấy tiếng nói. Bạn sẽ không cảm nhận được sự tiếp xúc của bất kỳ cá nhân nào. Hình dung và tưởng tượng thuộc về tiềm thức, một cấp độ thấp hơn của tâm trí. Trong sự tĩnh lặng, bạn sẽ có một ý thức tinh thần rất rõ ràng, ngọt ngào, nâng cao bản ngã. Thêm vào đó sẽ là một niềm vui rất rõ ràng và thỏa mãn. Người đã thực sự cảm nhận được sự tiếp xúc, người đã có nụ hôn thiêng liêng này sẽ luôn tìm kiếm và chào đón nó lần nữa. Bạn sẽ không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì khác ngoài nó, vì nó là trạng thái cơ bản của tâm trí. Sự tĩnh lặng thực sự rất thực đối với những ai đã tìm ra nó. Một mình họ có thể hiểu và đánh giá cao nó. Cá nhân cần phải có một nỗ lực nhất định để tìm kiếm cấp độ tâm trí cao hơn này, để có được sự đánh giá cao nhất về sự tĩnh lặng. Không ai có thể làm điều đó cho bạn. Bạn phải tự làm điều đó. Bạn có thể hoàn thành nó tốt như bất cứ ai. Bạn là biểu hiện của Thánh Linh và mang trong lòng mình tia sáng, mang lại cho bạn sự sống vĩnh cửu. Do đó, hãy làm quen với điều này và cố gắng có được sự giao cảm, có ý thức. Chắc chắn bạn sẽ nhận ra điều này trong sự tĩnh lặng. Bất cứ công việc gì bạn làm ở nơi này sẽ được hoàn thành tốt, rất tốt, bởi vì bản chất tự nhiên cao hơn của nơi này. Đây là nơi vô nhiễm nguyên tội, nơi bạn nhận được cái mới, nơi bạn có được một trạng thái tinh thần trong trắng và trong đó sẽ có chân lý. Ánh sáng sẽ chiếu vào đó, không chỉ soi sáng cuộc sống của bạn mà thông qua bạn, cuộc sống của tất cả những người bạn tiếp xúc. Câu hỏi kèm theo câu trả lời dành cho bài học số 1. Câu hỏi: sự tĩnh lặng là gì? Sự tĩnh lặng là trạng thái căn bản của tâm trí, một trạng thái tốt nhất trong tất cả các trạng thái của tâm trí. Tĩnh lặng là mạnh mẽ nhất. Câu hỏi: sự tĩnh lặng thuộc về cấp độ tâm trí nào? cấp độ thứ ba của tâm trí, siêu thức. Câu hỏi: bạn sẽ so sánh nơi tĩnh lặng được gọi là sự tĩnh lặng này với điều gì? Một hồ nước trong vắt, trong đó bạn nhìn thấy tất cả. Một bánh xe quay nhanh, trong đó các nan hoa dường như biến mất do chuyển động quay. Câu hỏi: chuyển động của sự tĩnh lặng là gì? So với sự vật ở thế giới bên ngoài là sự im lặng. Câu hỏi: điều gì luôn hiện diện trong sự tĩnh lặng? Tâm trí siêu thức. Câu hỏi: người ta có nên nói chuyện với sự tĩnh lặng và mong đợi câu trả lời từ sự tĩnh lặng không? Không, sự tĩnh lặng của chính nó không thể nói được. Câu hỏi: có bao giờ người ta thấy điều gì khó chịu trong sự tĩnh lặng không? Không, ở đây tất cả là sự hài hòa. Câu hỏi: nói đúng ra sự tĩnh lặng có ý thức không? Không. Câu hỏi: có loại ý thức nào trong sự tĩnh lặng không? Có, tâm trí siêu thức. Và trên thực tế, mọi thứ bạn chọn, tiếp xúc đều có ý thức, và bạn có thể nhận thức được điều đó trong sự tĩnh lặng. Câu hỏi: sự tĩnh lặng có phải là một trạng thái tâm linh không? Không, bạn không tìm thấy hiện tượng trong sự tĩnh lặng hay trong tâm trí siêu thức. Mọi hiện tượng đều thuộc về tinh thần. Câu hỏi: cái gì là tâm trí phàm tục hay tâm trí xác thịt? Tâm trí phàm tục hay tâm trí xác thịt bao gồm những điều không có thật của ý thức thông thường và các cấp độ tiềm thức của tâm trí. Đây là hai cấp độ liên quan đến hình thức và kích thước. Sự tập trung. Sự tập trung là khả năng tập trung sự chú ý của bạn vào đối tượng bạn chọn một cách hài hòa và rõ ràng. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của bài học số 1, sự tĩnh lặng là gì? Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta đến với bài học số 2.